Đố các con biết những đồ vật này liên quan đến những nghề nào? Khó quá mẹ ơi. À, là nghề bác sĩ à? Sarah đúng rồi. Ui da, đau quá. Mẹ để bác sĩ xem cho nào. Vết thương của mẹ chỉ cần dán một chiếc băng cá nhân là được rồi. Ôi, hết đau rồi này, thật kỳ diệu. Bác sĩ Sarah thật tuyệt vời. À, đây là nghề lính cứu hỏa phải không mẹ? Ôi không. Hãy xem lính cứu hỏa dập lửa đây. Lính cứu hỏa Suri thật giỏi. Đây là nghề cắt tóc nè. Quý khách sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Sarah đã xong. Đã xong rồi sao? Hả? Cái gì thế này? Không được, không được. Ờ... lần này phải cắt thật đẹp mới được. Làm tốt lắm, Sarah. À, đây là phi hành gia. Hả? Chúng ta lên tàu tên lửa thôi nào. Wow, chúng ta đang trên đường tới vũ trụ rồi này. Giải ngân hà thật đẹp quá phải không các bạn? À, đây là nghề giáo viên ạ. Các em hãy nhìn lên bảng và đọc thật to nhé. Hôm nay, cô sẽ cho chúng ta thấy Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ. Hết giờ rồi, tan học thôi nào. Ơ, là nghề gì được nhỉ? Em cũng không nghĩ ra. Đây chính là nghề cảnh sát. Wow, cảnh sát. Đúng thế. Tiếng gì vậy? Đứng yên. Tên trộm kia, người đã bị bắt. À, anh, là anh đây mà. Hả? Bố. Đúng rồi, là bố đây. Đầu bếp ạ. Chúng ta cùng nhau làm bánh nhé. La la la. Giờ cho bánh vào lò đợi thôi nào. Chiếc bánh đã xong rồi này. Thơm quá. Chúng ta làm được rồi. Giờ thì chúng ta trang trí thêm nhé Sarah. Đẹp quá chị Suri ơi. Nhìn bắt mắt ghê. Chúng con mời bố mẹ ăn bánh ạ. Bánh con gái mẹ làm ngon hết nước chấm. Mình cùng ăn thôi nào. Suri ơi, con lại đây giúp mẹ một chút nào. Nhưng con mệt lắm. À, ôi da. Ôi mẹ, đau quá. Mẹ cứ để con. Để con đỡ mẹ dậy. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Chỗ hoa quả này cứ để con. Con bỏ hoa quả vào tủ lạnh luôn mẹ nhé. Bảo quản hoa quả bằng tủ lạnh sẽ giúp hoa quả từ lâu hơn đấy các bạn. Con làm xong rồi mẹ ạ. Mẹ cảm ơn con nhé. À, Suri này, con có thể giúp mẹ chăm em được không? Con nhìn đây và giúp em những việc này nhé. Đọc sách, chơi xếp hình, tô màu, bắn súng nước. Vâng, con đồng ý ạ. Hả? Con giúp em những việc này nhé. Đúng rồi. Em biết rồi. Chúng ta cùng học bài nhé. Đố Eric biết đây là con gì? À, em không biết. Đây là con vịt. Đây là con voi, con tôm. Còn đây là các loại khủng long. Em đã nhớ chưa nào?
em nhớ rồi ạ. Đây là con vịt, đây là con voi, con tôm. Việc đầu tiên đã xong. Đi thôi. Chị em mình cùng chơi nha. Yeah. Chúng ta sẽ xếp những khối hình này với nhau. Ta-da, vậy là chị có một chiếc cối xay gió nè. Dạ, dạ, dạ. Đổ mất rồi. À, đúng rồi. Eric, chị em mình ra đó chơi nhé. Mình cùng đẩy nào, đẩy nào. Yên, yên, yên. Nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Tiếp theo, chị em mình cùng tô màu nhé. Em tô màu vào đây nhé. Ồ, tô như nào hả chị? Để chị hướng dẫn cho em nhé. Em hãy tô như này này. Đừng để bị lem ra ngoài là được. Em hiểu rồi ạ. Để chị cầm tay hướng dẫn cho em nhé. Em tự làm được rồi chứ? Vâng ạ. Eric của chị giỏi quá. Nhiệm vụ thứ ba đã hoàn thành. Em không chạy thoát được đâu. Thiêu thiêu. Thiêu. Thiêu thiêu thiêu. Ngoan lắm. Đã xong nhiệm vụ thứ tư. Eric ơi, đến giờ ăn rồi. Wow, ngon quá. Nhâm nhâm, ngon quá. Hả? Để chị đút cho em nè. À, há miệng ra nào. Giỏi quá. Miếng nữa nè. Em uống nước đi. Còn một nhiệm vụ nữa thôi. Eric, đi ngủ thôi. Đắp chăn vào nào. Chúc em ngủ ngon nhé Eric. Nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mẹ ơi, nhìn này. Con đã làm xong tất cả các nhiệm vụ rồi. Con đúng là một người chị tốt. Là một người chị tốt tuy khó nhưng mà thật vui ạ. Em không có ai cả. Giấu vào đây vậy. Ủa? Tiếng gì vậy nhỉ? Ai đang làm gì đó? À, ước ba. Ai đây? Là Candy đó hả? Anh đang giấu cái gì đó? Không có gì đâu. Cho em xem với. Anh không có gì thật mà. Thôi em ra chỗ khác chơi đi. Anh cứ đợi đấy. Em đi nha. La 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 la. Mẹ ơi. Có chuyện gì vậy Candy? Mẹ ơi, anh không cho con ăn bim bim. Cái gì cơ? Anh còn có bim bim á. Con dẫn mẹ đi xem nào. Daniel. Con đây ạ. Con có bim bim ở đâu? Không, con có bim bim đâu. Thật không? Mẹ ơi, ở đây này. Ôi trời đất ơi, toàn rồi lại bị mẹ mắng cho mà xem. Daniel, đây là cái gì? Không phải của con đâu mẹ ơi. Không phải của con đâu. Lại còn dám nói dối mẹ à? Đau quá. Ai, ai ui. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Đáng đời cái tội nói dối. Con nhớ lời mẹ, lần sau không được ăn vặt nữa nghe chưa? Con nhớ rồi mẹ ạ. À. Ui da, cái mông của tôi. May mà mình không giấu chúng cùng một chỗ. À, anh Daniel, cho em uống với. Không cho em đâu, đồ mách lẻo. Anh không cho em mách mẹ. Đi mà mách mẹ đi. Anh cứ đợi đấy. Mẹ ơi, anh Daniel.
Daniel uống nước ngọt. Gì cơ? Uống nước ngọt á? Để mẹ đi xem nè. Mẹ lên rồi. Daniel, có chuyện gì vậy mẹ? Nước ngọt đâu? Làm gì có đâu. Anh vừa uống đấy mẹ ơi. Không có gì cả. Mẹ xin lỗi con đi. Mẹ xin lỗi con trai. Candy, chúng ta đi. Mẹ đi rồi. Mình uống tiếp thôi. Mình còn có cả một đống kẹo giấu vào đây vậy. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Mình thật là thông minh. Em bắt được quả tang rồi nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Daniel lại giấu kẹo đó mẹ. Lần này con đã chắc chưa? Con chắc chắn rồi ạ. Bây giờ mẹ con mình đi xem nhé. Kẹo ngon quá xá là ngon. Con vừa ăn kẹo đúng không? Đâu có đâu ạ. Không có thật. Anh giấu kẹo trong người ấy mẹ. Đâu, để mẹ xem nào. Mẹ ơi, con sai. Còn dám nói dối mẹ hả? Đáng đời anh. Con xin lỗi mẹ. Anh vẫn còn kẹo đấy. Bỏ ra đây. Dạ đây ạ. Không được nói dối mẹ nữa nhé. Vâng ạ. May quá, còn một cái. Ôi, lại gì nữa đây? Con không còn gì nữa cả.